Ông Biden tuyên bố đảng Dân Chủ có 50 người đủ sức thắng ông Trump. Ông Biden cho rằng mình không phải là ứng viên duy nhất của đảng Dân Chủ có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo The Hill, trong ngày 6 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng đảng Dân Chủ có khoảng 50 ứng viên đủ sức chiến thắng ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Tôi không phải là người duy nhất có thể chiến thắng ông Trump, có khoảng 50 người như vậy, nhưng tôi sẽ chiến thắng ông Trump. Ông Biden trả lời câu hỏi về việc liệu một ứng viên Dân Chủ khác có thể chiến thắng cựu Tổng thống Mỹ hay không. Trước đó, ông Biden nói rằng ông Trump là nguyên nhân chính khiến ông quyết định tái tranh cử. Tổng thống Mỹ đương nhiệm gọi đây là nỗ lực nhằm ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nếu ông Trump không tranh cử, tôi không chắc về việc mình sẽ tranh cử. Chúng tôi không thể để ông ấy thắng, ông Biden nói. Theo NBC News, quyết định tái tranh cử của ông Biden đã khiến một số nghị sĩ của đảng Dân Chủ phật lòng. Hạ nghị sĩ bang Minnesota Jean Phillips cho rằng ông Biden, 81 tuổi, nên dành cơ hội cho các ứng viên trẻ hơn. Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng ông Biden có thể thắng ông Trump một lần nữa, ông Phillips nói. Kết quả thăm dò mới nhất của truyền thông Mỹ cho biết, ông Trump vẫn đang dẫn trước ông Biden ở phần lớn các bang chiến địa. Trong nội bộ đảng Dân Chủ, khoảng cách giữa ông Biden và các ứng viên khác cũng đang dần bị thu hẹp.